Xin chào mọi người. Ở video trước thì mình đã chia sẻ về những cái tuổi mà hợp kết hôn đẹp, yêu đẹp đối với các bạn nam sinh năm 2003 Dương Liễu Mộc. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ tiếp về những cái tuổi mà các bạn chúng ta tối kỵ và chúng ta nên tránh trong tình yêu và hôn nhân. Trong cái khoảng nữ sinh năm từ 2000 đến nữ sinh năm 2012, cái khoảng đẹp để chúng ta có thể tiến hành tình cảm, yêu đương, tìm hiểu với nhau. Đó là nữ hơn 3 tuổi và nữ kém 9 tuổi để chúng ta tìm hiểu nhé. Sẽ căn cứ vào 5 cái yếu tố tương tự như cái video về hợp tuổi ấy. Đó chính là về mệnh ngũ hành này, thiên can này, địa chi, cung mệnh và niên mệnh nam sinh. 5 cái yếu tố này thì mình sẽ xét với kết hợp với các bạn nữ trong cái khoảng đấy để chúng ta sẽ xem cái sự hợp này, không hợp này rất là xung khắc với nhau và nó bình hòa để chúng ta tìm được cái tuổi mà chúng ta cần phải tránh. Ở đây chúng ta cần phải tránh những cái tuổi tức là rất là kỵ cái tuổi mà liên quan đến việc là phạm phải tứ tuyệt này, hay là phạm phải tuyệt mạng với nhau này, và cái thiên can với địa chi nó bị xung khắc mạnh, cần phải tránh. Còn những trường hợp có sự xung khắc, nhưng mà cái xung khắc ở đây là xung khắc ở một hoặc hai cái yếu tố nhất định thôi, ở cái mức trung bình thôi ấy, cung xấu thôi, thì chúng ta nên tránh, tức là tránh được thì là tốt. Còn không ấy, mà các bạn chúng ta thật lòng yêu thương nhau rồi thì hoàn toàn là vẫn có thể tìm hiểu và đến hôn nhân với nhau nhé. Bởi vì là cái xung khắc ở đây chúng ta sẽ có những cái biện pháp hóa giải nữa, và quan trọng là ở bản thân hai người nam và nữ chúng ta thật lòng yêu thương nhau thì có khó mấy, có dữ mấy thì chúng ta cũng có cái giải pháp nhất định để chúng ta vì tình yêu để chúng ta có thể hóa giải. Cụ thể với cái khoảng từ nữ 2000 đến nữ 2012, mình đã tìm được, tổng hợp được cái tuổi kỵ nhất và nên tránh như sau. Kỵ nhất là chúng ta kỵ với tuổi nữ sinh năm 2003, tức là bằng tuổi này, nữ 2012, nữ sinh năm 2006, nữ sinh năm 2007. Còn chúng ta nên tránh những cái tuổi nữ sau, đó chính là nữ sinh năm 2008 này, nữ sinh năm 2009, nữ sinh năm 2000 và nữ sinh năm 2001, cái khoảng đấy. Và mình sẽ phân tích cụ thể hơn nhé, từng tuổi so với nam để chúng ta biết là nó xung khắc nhau ở điểm nào, để chúng ta biết để tránh và biết để hóa giải. Sẽ phân tích lần lượt từ 2000 cho đến 2012 những cái độ tuổi kỵ và nên tránh nhé. Đầu tiên ý, đó chính là nữ sinh năm 2000 và nữ sinh năm 2001 với nam sinh năm 2003 của chúng ta. Tức là hơn tuổi nam phải không? Hơn các bạn chúng ta 3 tuổi và hơn chúng ta 2 tuổi. Hơn 3 tuổi và 2 tuổi là không đẹp để chúng ta tiến hành hôn nhân này. Cái mệnh của nữ 2000 và nữ 2001 nó sẽ giống nhau. Cái ngũ hành nạp âm nó sẽ 2 năm liền kề, nó sẽ giống nhau và không phân biệt nam nữ. Vậy nên sinh năm 2000 và sinh năm 2001 ấy sẽ mệnh kim, bạch lạp kim. Thì chúng ta so sánh với cái mệnh dương liễu mộc của nam sinh năm 2003 nhé. Bạch nạp kim có nghĩa là cái tính kim ấy là vàng trong nến. Cái tính kim ở đây nó cũng yếu, đang trong cái giai đoạn là nóng chảy, lung luyện. Và dương liễu mộc của chúng ta là cái cây gỗ dương liễu, thì trong ngũ hành là kim khắc mộc, nên cây gỗ dương liễu rất là kỵ với mệnh kim, rất là sợ bị kim khắc. Nên sự kết hợp của hai nạp âm này thực sự là không hề tốt, nó có thể đem lại những cái khó khăn bất chắc. Mà mệnh của người vợ khắc mệnh của người chồng ấy, trong cái sự xem về hợp khắc hôn nhân này là cần phải tránh kỵ. Vợ khắc chồng thì là nghịch, nên chúng ta tránh cái tuổi mà mệnh kim ra, bạch lạc kim ra. Các yếu tố còn lại của cái tuổi nữ 2000 hay nữ 2001 với nam 2003 của chúng ta thì cái can chi và cái cung mệnh thì nó bình hòa nhau, duy chỉ là cái về mệnh ngũ hành ấy nó không đẹp ở đây, bởi vì là kim khắc mộc, mệnh vợ khắc mệnh người chồng thôi. Canh thìn này, 2000 là canh thìn, 2001 là tân tỵ, mùi thìn mùi tỵ bình hòa nhau này, cung thì rơi vào cái cung tốt. Vậy nên đây là cái tuổi mà chúng ta nên tránh, tức là không quá khắc kỵ ở đây, duy là chỉ có
khác cái yếu tố mệnh thôi. Chúng ta nếu thực lòng yêu thương nhau ấy, sau lấy về thì vẫn có biện pháp hóa giải. Cụ thể mình sẽ mách các bạn nhé. Vợ là chúng ta mệnh kim này, còn chồng sẽ là mệnh mộc, thì chúng ta nên tìm một cái yếu tố cân bằng trung gian. Cái mệnh trung gian ấy đó chính là mệnh thủy. Vì chúng ta sinh con và mệnh thủy nó sẽ hóa giải bớt phần nào sự xung khắc về mệnh ngũ hành của bố mẹ. Bởi vì kim sẽ sinh thủy và thủy sinh mộc đó. Còn tiếp theo, với các bạn nữ sinh năm bằng tuổi thì sinh năm 2003 cũng là cái tuổi mà chúng ta nam 2003 chúng ta cần phải tránh kỵ. Cùng mộc, bản thân cùng là cái mệnh dương liệu mộc thì là tốt rồi. Nhưng với cái tuổi này ấy, cái cung mệnh của nó kết hợp với nhau và vào cái cung tuyệt mạng nên nó rất là xấu và kiêng kỵ trong hôn nhân. Đó là lý do mình cần khuyên hai bạn nam nữ mà cùng sinh năm 2003 ấy, chúng ta cần phải tránh nhau thôi. Chồng tức là nam sẽ là càn kim này. Người nữ 2003 chúng ta sẽ là cung ly hành hỏa. Càn kim sẽ rơi vào cung tuyệt mạng, còn kim mấy hỏa, hai cái hành này nó cũng thuộc vào tương khắc với nhau. Hỏa khắc kim, hỏa là vợ tức là nữ này, nữ khắc của người chồng thì là không tốt rồi. Do đó là cái tuổi này chúng ta cần phải tránh. Độ tuổi nữ ấy, chúng ta cần phải chú ý để chúng ta tránh kỵ, đó chính là nữ sinh năm 2006 và nữ sinh năm 2007. Kỵ hai tuổi này nhá. Mình phân tích hai cái tuổi liền kề nhau này với nam chúng ta, bởi vì là hai tuổi liền kề sẽ chung cái mệnh ngũ hành, mệnh nạp âm ấy. 2006 và 2007 sẽ có cái mệnh ở đây là ốc thượng thổ, mệnh thổ. Ốc thượng thổ có nghĩa là bản chất là đất ở trên mái, mà trong ngũ hành là mộc khắc thổ. Nó mộc khắc thổ thì nó thuộc về tương khắc thì là không tốt thôi. Đất ở trên mái rất là dễ bị phá vỡ bởi cây gỗ dương liễu. Cây gỗ dương liễu đó, nó cứ sự tương khắc ở đây phải không? Mặc dù là mộc khắc thổ tức là mệnh của người chồng khắc mệnh của người vợ, mệnh của chồng khắc vợ thì là nó là thuận, có khắc nhưng mà nó vẫn được cho là tốt hơn là cái kiểu như là của người vợ khắc mệnh của người chồng. Nhưng với cái tuổi này, với cái tuổi nam 2003 chúng ta còn có những cái xung khắc ở trong phần thiên can địa chi và cái cung phi cung mệnh của bạn nữa. Cụ thể với nữ sinh năm 2006 với nam sinh năm 2003, tức là hơn kém chúng ta 3 tuổi phải không? Thì với cái tuổi này, tuổi 2006 chúng ta là Bính Tuất này, còn nam chúng ta là Quý Mùi. Tuổi Mùi và tuổi Tuất nó sẽ thuộc vào sự tương hình với nhau. Tương hình ở đây có nghĩa là hình phá lẫn nhau ấy. Tức là người kiểu như là người này làm này, người kia phá, nó bất đồng quan điểm thì không tốt ở đây. Và cái cung chồng sẽ là cung Càn hành kim này, nữ sẽ là cung Trấn hành mộc. Nó thuộc vào cái cung xấu và có sự tương khắc với cái niên mệnh ở đây. Càn Trấn sẽ rơi vào cung ngũ quỷ, tức là cái sự có sự phá hoại này, mọi việc không được thuận lợi, thuận buồm, dễ gặp thị phi. Rồi kim với mộc nó có sự tương khắc với nhau, kim khắc mộc. Do đó với cái tuổi mà nữ 2006 là các bạn nam 2003 chúng ta cần phải kỵ, tức là kỵ nhau, kiêng kỵ nhau, tránh nhau. Với nữ 2007 thì chúng ta sẽ được cái tuổi, cái mệnh khác rồi, nhưng cái tuổi là tuổi Đinh Hợi, tức là tuổi Hợi và tuổi Mùi. Hợi Mùi thì thuộc vào cái bộ ba con giáp, hai trong ba con giáp là tam hợp với nhau, được về cái địa chi đấy, nhưng mà cái thiên can lại thuộc vào tương khắc nữa. Quý và Đinh, căn Quý và căn Đinh là khác nhau này, và cái cung thì nó cũng không rơi vào cung tốt gì, đó là cung xấu, cung họa hại, kim mộc và tương khắc với nhau, nên chúng ta cần phải tránh kỵ nhau. Chỉ có một yếu tố tốt thôi, còn bốn cái yếu tố còn lại thì nó không đẹp, nên chúng ta cần tránh này. Độ tuổi tiếp ấy, các bạn nam 2003 cần chú ý, đó chính là tránh nữ sinh năm 2005 và nữ nữ không sinh năm 2008 và nữ sinh năm 2009. Tức là kém các bạn chúng ta 5 tuổi và 6 tuổi. Hai cái mệnh này 2008 và 2009 nhá. Thì nữ hai mệnh này là thuộc cái mệnh tích lịch hỏa. Tích lịch hỏa có nghĩa là lửa sấm sét, lửa sấm sét ở trên trời. Mặc dù là trong ngũ hành mộc sinh hỏa,
tức là cây gỗ dương liễu ấy, nó sinh cho tương sinh cho cái mệnh hỏa. Nhưng mà cái mệnh hỏa đây là tích lịch hỏa, nghe có vẻ rất là cao to lớn và nó nguy hiểm, đúng không? Lửa sấm sét, lửa sấm sét thì các bạn chúng ta có thể xét thực tế đấy, nó có thể là đánh chết cái cây gỗ dương liễu ở dưới, nên hai cái nạp âm này nó không có sự tương hợp cho nhau, sự ta chỉ tạo lên cái sự đau buồn và nó không có lợi cho cái mệnh của người nam, mệnh của người chồng 2003 ở đây, nên chúng ta cần phải tránh. Mặt khác, cái tuổi 2008 chúng ta là Mậu Tý, thì tuổi Mùi và tuổi Tý nó thuộc vào cái lục hại, đó là những con giáp mà kết hợp với nhau không tốt, đem lại sự u buồn này, kinh tế kém này, rồi có ảnh hưởng đến đường con cái nữa. Và với cái tuổi 2009 ấy, là Kỷ Sửu, và 2003 chúng ta là Quý Mùi, can Quý và can Kỷ thì thuộc vào cái can mà tương khắc với nhau này, và tuổi Mùi và tuổi Sửu nó thuộc vào cái lục xung nữa. Trong cái con giáp mà tứ hành xung ấy thì Tuất Sửu Mùi, Sửu Mùi là nó đối xung trực tiếp với nhau, chúng ta cần phải tránh. Cái tuổi 2009 với 2003 ấy, là cái thiên khắc, gọi là thiên khắc điện xung, nên rất là kỵ nhau, nên chúng ta cần phải tránh nhé. Một độ tuổi nữa các bạn nam 2003 chúng ta chú ý tránh, đó chính là nữ sinh năm 2012, tức là kém các bạn chúng ta 9 tuổi, 2012 nhé. 2012 là cái mệnh nào, trường lưu thủy. Trường lưu thủy có nghĩa là nước ở đầu nguồn, mà nước ở đầu nguồn ấy thường là chảy mạnh, chảy lớn, chảy xiết, nên nó không thích hợp cho cây gỗ dương liễu mỏng manh, mỏng manh này thì không thích hợp nhé, nên cái sự kết hợp của hai cái nạp âm này với nhau sẽ là không tốt nữa. Ngoài ra 2012 cái cung ở đây là cung ly hỏa, nữ là ly hỏa, còn 2003 chúng ta là càn kim. Hai cung này mà nó kết hợp với nhau sẽ ra cái cung là tuyệt mạng, tức là phá sản, bệnh tật, chết chóc, nguy hiểm ở đây. Và cái nên mệnh của nó, kim và hỏa nó thuộc vào tương khắc, nên thực sự là cái tuổi này không hề đẹp, kém 9 tuổi này, cần phải tránh nhau nhá. Tốt nhất là các bạn chúng ta cứ tránh những cái tuổi mà mình đã chia sẻ thôi. 2003 này, 2012 này, 2006 này, 2007 này, rồi 2008, 2009, 2000, 2001 nữa. Vậy thôi, nếu các bạn nam 2000 sinh năm 2003, các bạn chúng ta còn bất cứ thắc mắc nào về cái tuổi nào đó mà mình chưa chia sẻ ở đây thì các bạn có thể để lại ở phần bình luận phía bên dưới nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người.